Xin chào các quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh. Tôi là Nguyễn Hồng Phong, giáo viên tin học một trường học tại Hà Nội. Trong tiết trước, tôi đã giới thiệu phần mềm Photo Story tới các quý thầy cô. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh một phần mềm khá là thú vị có tên Microsoft Windows Logo. Thưa các quý vị, lập trình là một môn học đã được đưa vào trong chương trình của học sinh phổ thông cũng như là các chương trình nâng cao của các cái đối tượng như là trung cấp, đại học. Và cái việc chọn một ngôn ngữ lập trình cụ thể để đưa vào học sinh phổ thông, đặc biệt là tiểu học, là một vấn đề. Để nói kỹ hơn về vấn đề này, tôi xin phép được khái quát hóa lập trình. Lập trình là việc đưa ra một dãy các cái câu lệnh hợp lý theo trình tự nhất định để máy thực hiện. Trong cuộc sống, kỹ năng lập trình rất quan trọng vì nó giúp chúng ta sắp xếp lại cái công việc. Cụ thể như là khi ta cần nấu một nồi cơm cho 4 người thì người nấu cơm sẽ phải đưa ra các thông tin như sau: 1. Nguyên liệu, 2. Là cái lượng gạo cần cho 4 người, thứ 3. Là thứ tự thực hiện, và cuối cùng là thời gian. Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình, vậy thì tại sao lại chọn Microsoft Windows Logo? Và Microsoft Windows Logo là gì? Cho tôi giới thiệu sơ qua về ngôn ngữ này. Đây là một cái ngôn ngữ lập trình phát triển bởi George Mill tại Viện Công nghệ Massachusetts những năm 1967. Tại sao lại đưa nó vào sử dụng trong các cái chương trình sách giáo khoa phổ thông hiện nay? Đơn giản, thứ nhất, nó rất phù hợp cho công việc tự học, tự khám phá của trẻ con, của trẻ em. Nó sẽ giúp trẻ học cách học và khám phá những cái việc giải quyết vấn đề. Ở đây, người lập trình là trẻ, đóng vai trò là một người giáo viên dạy máy làm việc. Và đó là những cái ưu điểm mà giúp cho Microsoft Windows Logo trở thành một cái ngôn ngữ mà rất nhiều người hướng dẫn trẻ, dạy trẻ chọn. Các ngôn ngữ lập trình đều có cái cách tiếp cận tương đồng, và đặc biệt người giáo viên cần khai thác những cái tương đồng đó để truyền tải tới cái người nghe, đặc biệt học trò thu nhận được các cái câu lệnh nhanh chóng và chính xác. Cụ thể trong cái phần mềm Microsoft Windows Logo, để tiếp cận cái sự đơn giản, tài liệu và đặc biệt là cá nhân người dạy nên chọn các cái từ khóa lệnh sau. Thứ nhất, lệnh forward tiến, lệnh back lùi, lệnh right quay con trỏ sang phải, và tiếp theo là lệnh left quay sang trái. Người hướng dẫn có thể cho các học trò biết thêm cái lệnh làm sạch màn hình, clear screen, và đấy là cái tập lệnh mà giáo viên mong muốn được truyền tải ngay từ cái giờ học đầu tiên để cho trẻ có thể nắm bắt và có nhiều những cái có thể áp dụng được nhiều những cái trong quá trình giải bài tập tiếp theo. Các câu lệnh để vẽ hình bậc thang tiến hành. Lệnh thứ nhất, forward 40, tiến 40 đơn vị, quay phải 90 độ, right 90, tiến 40 đơn vị, forward 40. Thực hiện lệnh quay trái 90, left 90, và cuối cùng tiến 40 đơn vị, forward 40. Sau 5 lệnh, ta vẽ được hình bậc thang như trên màn hình. Như vậy, nội dung 1 tôi muốn truyền tải tới các anh chị giáo viên là cố gắng đưa tới học trò những cái câu lệnh đơn giản nhất. Và cụ thể qua cái nội dung 1, ta cần nhấn mạnh để cho học trò nhớ được 3 cái lệnh cơ bản sau: 1. Lệnh forward tiến, lệnh right quay phải, lệnh left quay trái. Nhớ được câu lệnh nhưng vấn đề ứng dụng và giải quyết bài tập là một vấn đề. Cá nhân tôi sẽ chọn là giúp trẻ nhớ được các cái câu lệnh thông qua một cái bài tập vẽ một cái hình vuông, và cụ thể các cái tập lệnh của nó mà học trò sẽ phải tiến hành đó là các cái lệnh tiến 100 đơn vị, rẽ phải 100 đơn vị,
và các cái lệnh đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, và cụ thể ở trên này là lặp đi lặp lại cái cặp lệnh đó 4 lần. Các lệnh để thực hiện bài tập ứng dụng vẽ hình vuông bao gồm: tại vị trí màn hình, thực hiện lệnh tiến 100, forward 100, quay phải 90 độ, right 90, tiến 100 đơn vị, forward 100, tiếp tục quay phải 90 độ, right 90, tiến 100 đơn vị, forward 100, quay phải 90, right 90, và cuối cùng tiến 100 đơn vị, forward 100. Như vậy, sau 8 lệnh, chúng ta vẽ được hình vuông. Tuy nhiên, có thể đưa ra những cái gợi ý để học sinh có thể nhận xét được rằng ở trên này, các cái lệnh forward 100 và right 90 độ lặp đi lặp lại 4 lần để vẽ được một hình vuông. Trong giảng dạy, giáo viên luôn mong muốn giúp học trò khai thác tối đa từ khóa lệnh. Và trong cụ thể, trong Microsoft Windows Logo, tôi cũng cố gắng là giúp học trò khai thác tối đa các cái từ khóa lệnh mà cái nội dung 1 tôi đã trình bày. Cụ thể, khi bắt đầu vào giờ dạy, tôi sẽ lấy lại một cái ví dụ ban đầu, như là vẽ cái hình bậc thang ở tiết 1. Hình bậc thang này được thể hiện và được vẽ thông qua các cái cặp lệnh, đó là tiến 50, rồi quay phải 90, tiến 50, quay trái 90, vân vân. Trong quá trình làm việc với các em, tôi sẽ gợi ý để cho và đặt vấn đề với các em rằng có thể vẽ cái hình trên mà chỉ dùng cặp lệnh tiến 50 và quay phải 90 được hay không. Khi các học trò trao đổi và thảo luận thì tôi sẽ gợi ý dần cho các con cụ thể như sau. Thứ nhất, nếu con chuột màn hình đang ở cái vị trí đầu tiên mà ta ra lệnh quay 360 độ thì con chuột vẽ sẽ quay trở lại chính cái hướng ban đầu, quay một vòng đúng với cái hướng ban đầu. Ngược lại, nếu chúng ta ra lệnh cho con chuột màn hình quay trái 360 độ thì con chuột cũng quay với một vòng ngược chiều kim đồng hồ và trở về chính vị trí ban đầu. Vì vậy, ta đặt ra vấn đề là nếu cho con chuột quay phải 3 lần 90 độ, như vậy là 3 lần 90 độ chúng ta sẽ được một cái kết quả là con trò sẽ quay được một cái góc là 270 độ. Và chính quay được 270 độ thì cũng tương đương với cái việc quay trái 90 độ. Vì thế ta có thể kết luận, có thể đưa cho các em rút ra được một cái kết luận là nếu thay vì quay trái 90 độ thì ta có thể quay phải 3 lần 90 độ, hay cụ thể là quay phải 1 lần 270 độ. Và đấy là cái ý tưởng, một cái thông điệp, một cái thông tin muốn truyền tải cho các em là cố gắng khai thác tối đa cái công dụng của từ khóa lệnh. Và đây cũng là một cái kiến thức toán học, cụ thể chính là toán hình, mà các em sẽ được tiếp cận ở các cái lớp lớn hơn, cụ thể là trung học cơ sở. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ lập trình, các em hoàn toàn có thể tiếp cận một cách ngẫu nhiên, một cách rất là tự nhiên, và thông qua những cái kiến thức mà do giáo viên gần như có thể là đặt thừa nhận. Tuy nhiên thì nó cũng là dễ hiểu và cũng giúp cho các học trò có thể ghi nhớ ngay ở trên lớp để tận dụng trong các cái giải quyết vấn đề, không những chỉ trong lập trình mà trong giải quyết các bài toán khác mà các em học ở trên lớp. Vấn đề thứ hai mà tôi đã trình bày ở trên đó là khai thác tối đa từ khóa lệnh. Trong quá trình hướng dẫn các em thực hành, chúng ta cũng chú ý về cái cách triển khai. Thứ nhất là giáo viên nên ân cần bao quát các em học sinh, nhắc các em về cú pháp lệnh và cái cách thực hiện lệnh. Đồng thời, giáo viên cũng tạo điều kiện để cho các em trao đổi và đưa ra những cái hướng giải quyết mới khi tiếp cận những cái nội dung
có vấn đề. Và đấy là cái sự thành công của một cái giờ học. Và tôi cho rằng là cái điều đó cần được chúng ta luôn luôn quan tâm và tìm cách để giúp các em có được những cái giờ học phát huy được tối đa cái thông tin, trong đó có những cái thông tin tiếp nhận từ phía giáo viên, và đặc biệt là những cái thông tin mà thông qua các em trao đổi cũng như là thực hành khi giải quyết vấn đề. Ý thứ ba tôi muốn truyền tải tới các thầy cô khi hướng dẫn ngôn ngữ lập trình, cụ thể là trên Microsoft Windows Logo, đó là phải giúp các em tìm ra được quy luật, cái sự lặp đi lặp lại của những cái câu lệnh để đưa ra những để giải quyết cái tình huống cụ thể này. Tôi thường là chọn ra một cái bài thực hành như sau. Bài thực hành đó là vẽ một cái hình vuông. Cụ thể khi triển khai vẽ hình vuông này thì chúng ta phải dùng các cái cặp lệnh sau. Đó là lệnh forward 100, right 90, và ta cứ thực hiện lặp đi lặp lại cái cặp lệnh này là 4 lần. Trong quá trình hướng dẫn thực hành và có thể là thể hiện trên cái ví dụ của giáo viên, chúng ta có thể chiếu cái nội dung lệnh để thực hiện vẽ cái hình vuông. Sau đó là có thể dùng bôi màu để bôi các cái nhóm lệnh lặp đi lặp lại, gợi ý giúp cho các em quan sát và nhận ra được cái số lần lặp của cái lệnh khi thực hiện vẽ hình vuông. Cụ thể trên này đó là lệnh forward 100, right 90. Các cái lệnh này có số lần lặp là 4 lần. Vậy ở đây tôi xin lưu ý để chốt lại vấn đề 3, đó là lặp luôn là một cái yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ lập trình. Các thầy cô có thể hướng dẫn cho trò thấy được những cái hiện tượng, sự vật hiện tượng xung quanh mình nó có yếu tố lặp, ví dụ như là cái đèn đường giao thông. Khi chúng ta dừng trước một cái đèn đỏ của một cái ngã tư thì chúng ta nhận thấy một cái quy luật như sau. Cái đèn đỏ đó khi xuất hiện thì cái dòng người sẽ dừng lại theo cái chiều của cái đèn đỏ nó chắn. Nhưng tiếp theo đó là đến cái lượt cái đèn vàng để cho cái dòng người chuẩn bị là sắp tới có một cái dự lệnh tiếp theo sắp tới. Và tiếp theo là cái đèn xanh để cho cái dòng người được phép là đi qua cái ngã tư đó. Và ta thấy là cái chu trình đó lại được lặp lại, hết xanh rồi lại đến đỏ, đỏ rồi đến vàng, vàng rồi lại đến xanh. Trong cuộc sống cũng có nhiều các cái công việc được lặp đi lặp lại mà giáo viên có thể trao đổi với học trò. Lấy ví dụ cụ thể như là cái ngày hàng ngày chúng ta phải đến trường vào lúc 7:30, thế rồi kết thúc cái giờ học ở trên trường là cái lúc mà 11 giờ, và cái việc đó được lặp đi lặp lại hàng ngày. Để giải quyết được một cái bài toán lặp đi lặp lại hàng ngày mà mô phỏng cái điều đó ở trên máy tính thì các ngôn ngữ lập trình cũng đều đưa ra được các cái câu lệnh lặp. Và cụ thể là trước khi ta tiếp cận các cái lệnh lặp đó thì người học lập trình sẽ phải nhìn ra được các cái câu lệnh lặp, các cái nhóm lệnh lặp, để từ đó có thể là khai thác chúng trong các cái bài toán tiếp theo. Khi hướng dẫn các con học ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là với tiểu học, thì có một số khái niệm đôi lúc chúng ta phải giúp các em thừa nhận. Cụ thể đây là chính là cái nội dung 4, đó là kiến thức hình học mà tôi muốn trao đổi với các thầy cô. Kiến thức hình học có tính thừa nhận này, giáo viên cần trao đổi với học trò, đó là tổng các số đo góc trên hình kín là 360 độ. Thứ hai, đa giác đều là những cái hình kín mà có các cạnh bằng nhau, và tổng các góc trong cũng là 360 độ, nhưng các cái góc trong đó là bằng nhau. Và cụ thể, hình vuông là một hình đa giác đều, đặc biệt có 4 góc bằng nhau. Mỗi góc có số đo của góc là 360 độ chia 4 và nó bằng 90 độ. Và một cái đặc điểm nữa của hình vuông đó là có 4 cạnh bằng nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ giúp cho các con tiếp cận dần với các cái hình đa giác đều khác, cụ thể đưa ra các nhận xét đối với các hình như là hình tam giác. Cụ thể như sau: tam giác đều chính là một hình đa giác đều đặc biệt mà có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau. Ngũ giác đều là một đa giác đều đặc biệt có 5 góc bằng nhau và 5 cạnh bằng nhau. Hình lục giác đều là một hình đa giác đều đặc biệt có 6 góc bằng nhau và 6 cạnh bằng nhau. Đấy là những cái thông tin mà chúng ta cần
truyền tải tới các con, giúp các con dễ nắm bắt được để giải quyết những cái bài tập sau này. Và kiến thức đó có thể là những cái kiến thức mà thừa nhận chứ không cần phải chứng minh. Để làm rõ các cái kiến thức thừa nhận đó thì các con sẽ làm một cái bài tập cụ thể sau. Đó là vận dụng kiến thức hình học để vẽ hình ngũ giác đều. Đầu tiên, giáo viên sẽ gợi ý cho các con là sẽ hỏi và vấn đáp với các con là vậy thì cái kiến thức cũ mà các con vừa nhận ở trên ấy, thì các con sẽ cho tôi biết là hình ngũ giác đều thì gồm có mấy cạnh, và cụ thể ở đây chính là 5 cạnh, phải không ạ? Sau đó thì cũng phải nói luôn là vậy thì cái hình ngũ giác đều là nó có bao nhiêu góc, nó có 5 góc, và cụ thể là cái số đo của góc nó bằng bao nhiêu, thì nó chính bằng cái kiến thức thừa nhận mà ta đã trình bày ở trên, nó chính bằng 360 độ chia 5 bằng 72 độ. Vì vậy khi thực hiện vẽ cái hình ngũ giác đều, các con sẽ phải thực hiện lần lượt các cái lệnh như sau. Đầu tiên là sẽ cho lệnh con trỏ tiến lên một đơn vị, cụ thể ở đây là forward 60, tiến 60 đơn vị. Sau đó là phải quay phải một cái góc là 72 độ, right 72. Và cái số và lặp những cái cặp lệnh này 5 lần để vẽ hoàn thành một cái hình ngũ giác đều. Và cụ thể là như cái hình mà tôi đã trình bày ở trên bảng. Bài tập vận dụng kiến thức hình học để vẽ hình ngũ giác đều. Gợi ý là hình có 5 cạnh đều nhau và phải quay 5 lần. Góc quay là 360 độ chia cho 5 bằng 72. Các lệnh thực hiện. Tại vị trí bút vẽ màn hình, thực hiện lệnh forward 60, tiến 60 đơn vị, quay phải 72 độ, right 72. Tiếp tục lại tiến 60 đơn vị, forward 60, quay phải 72, right 72. Tiếp tục tiến 60 đơn vị, forward 60, quay phải 72 độ, right 72. Tiến 60 đơn vị, forward 60 và quay phải 72, right 72. Và lệnh cuối cùng, forward 60 đơn vị. Sau 10 lệnh, hay nói chính xác là sau 6 cặp lệnh, tiến 60, quay phải 72, ta vẽ được hình ngũ giác đều như trên màn hình. Ngoài ra, ta có thể thực hiện vẽ lại ngũ giác đều này bằng lệnh lặp. Cú pháp của lệnh là repeat 5, cụm lệnh forward 60, right 72 độ. Tiến hành như sau. Làm sạch màn hình, clear screen. Tiến hành thực hiện câu lệnh lặp, repeat. Năm. Thực hiện lệnh lặp 5 lần. Cụm lệnh. Tiến 60, forward 60 và quay phải 72 độ, right 72. Nhận lệnh, enter. Như vậy qua hai thao tác vừa rồi, một cách thực hiện lệnh là các cái lệnh trải đều và thực hiện 10 lệnh như trên màn hình, ta vẽ được hình ngũ giác đều. Tuy nhiên, ta có thể thực hiện
vẽ ngũ giác đều bằng lệnh lặp, đó là repeat 5 lần và nhóm lệnh forward 60, right 72, ta cũng vẽ được hình ngũ giác đều. Ở đây ta chỉ ra rằng như vậy để thực hiện được cái lệnh lặp này, học trò, học sinh phải nắm được các cái nhóm lệnh cơ bản mà được lặp đi lặp lại trên màn hình. Từ vậy ta có thể là rút ra được các quy luật và sử dụng lệnh repeat một cách thuần thục. Với cái chủ đề 4, đó là kiến thức hình học, thì chúng ta có thể chốt lại một cái vấn đề như sau. Giúp cho học trò là nắm được các cái quy luật của hình học, đó là cả cái quy luật về đa giác đều. Những cái đa giác đều là những cái đa giác mà có cạnh bằng nhau và có những cái góc trong bằng nhau. Tuy nhiên, cho dù là đa giác đều hay không đều, thì các cái góc tổng các góc trong của nó là 360 độ. Đó là những cái kiến thức mà chúng ta chốt lại để cho học trò nắm được vấn đề. Đồng thời cũng giúp trẻ tìm ra được một cái quy luật nữa là số đo cụ thể của từng loại đa giác đều. Ví dụ như là cái hình vuông thì cái số đo của một góc hình vuông đó là 360 độ chia cho 4 bằng 90 độ. Thế còn với ngũ giác đều như ở trên thì ta cũng biết rồi là cái số đo của góc sẽ bằng là 360 độ chia cho 5 bằng 72 độ. Cái điều này giáo viên cũng cần là đưa ra những cái ví dụ cụ thể trong cuộc sống để giúp các con có thể là thấy được là cái việc lập trình trên máy tính hoàn toàn có thể là áp dụng trong cuộc sống được. Cụ thể như là ta lại nói lại về cái vấn đề về giao thông. Nếu chúng ta đến một cái ngã tư mà cái ngã tư đấy là một cái ngã tư mà các cái đường giao nhau là tạo ra một cái hình góc vuông. Vậy thì khi ta muốn rẽ phải thì chính là cái việc mà chúng ta ra một cái lệnh cho cái xe máy là quay phải một cái góc mà cụ thể ở cái ngã tư đó là cái góc 90 độ. Cũng có thể là tìm những cái ví dụ khác trong những cái hoàn cảnh thực tế để giúp cho các học trò thấy được là cái việc lập trình nó rất gần gũi với cả thực tế, và đấy chính là cái mà điều cần mà giáo viên truyền tải cho học trò để cho các trò thêm yêu môn học của mình cũng như là mong muốn được gắn với cả cuộc sống. Bốn nội dung trên tôi trình bày cũng là cái nhiệm vụ của người giáo viên khi tiến hành cái bài giảng của mình để giúp cho các học trò tiểu học tiếp cận cái môn học Microsoft Windows Logo. Và chính cái vấn đề đó nó trải dài trong toàn bộ cái chương trình học của các em thông qua các cái chuyên đề, mà cụ thể là các cái chuyên đề ở trong cuốn sách học thực hành cùng với IC3, Spark3. Nhưng cái mục tiêu không phải là chỉ cho giúp cho các học trò nhớ các câu lệnh, nắm được các cái quy luật lặp cũng như là giải quyết các cái bài toán, mà còn giúp cho các học trò khám phá vấn đề. Ta quay lại cái nội dung 4 về các cái kiến thức hình học. Ở đây giáo viên có thể chỉ ra rằng các cái đa giác đều là những cái đa giác mà có các cái góc là phép chia không dư, là phép chia không dư. Cụ thể như là với hình vuông thì là cái góc của mỗi đỉnh của hình vuông sẽ bằng cái phép chia của 360 độ chia cho 4, tức là chính bằng cái số cạnh của số đỉnh của cái hình vuông. Vậy thì ta đặt một vấn đề đặt ra là vậy thì có một cái hình nào đó mà cái góc trong của nó là một cái phép chia không dư, phép chia có dư. Vậy thì cái điều đó thì ta sẽ giúp cho học trò thông qua các cái việc thực hành của mình để khám phá ra những cái hình vẽ tạo ra bởi cái phép chia không có dư. Cụ thể tôi sẽ cho một cái ví dụ là học trò sẽ thực hiện một cái lệnh lặp 9 lần với các cái cặp lệnh như sau: forward 100 và right 80. Tức là lặp 9 lần cái cặp lệnh tiến 100 và rẽ phải 80. Kết quả của cái lệnh lặp này sẽ được một cái hình như trên bảng. Cũng với cái phép chia không dư, lần này ta có thể cho học trò khám phá và thực hành thông qua một cái bài tập, tức là thực hiện một cái lệnh lặp 38 lần cặp lệnh tiến 100 và rẽ phải 130 độ. Chúng ta sẽ được một cái hình như trên
màn hình. Trong nội dung khám phá vấn đề, ta đưa ra vấn đề như sau. Điều gì khi vẽ một đa giác có số đo góc mà kết quả phép chia có dư? Và khám phá thực hiện bằng vẽ một cái hình bởi cái lệnh lặp như sau. Repeat. Chín. Lặp 9 lần. Nhóm lệnh. Tiến 100 đơn vị. Forward 100. Và quay phải 80 độ. Right 80. Nhập lệnh. Enter. Như vậy, sau khi lặp 9 lần nhóm lệnh tiến 100 đơn vị, rẽ phải 80 độ, ta được một cái hình có thể nói là như là một bông hoa. Và hình này thì cũng không thể gọi là hình đa giác đều, bởi vì hình này có các cái cạnh là chèn vào nhau. Và ta cũng để cho học trò khám phá tiếp các cái nội dung vẽ các cái đa giác mà có số đo góc không phải là kết quả của phép chia không dư, mà đó là kết quả của phép chia có dư. Ta thực hiện sang bài tiếp theo. Lần này ta yêu cầu học trò nhập vào câu lệnh như sau. Trước khi sang cái bài thực hành mới, ta yêu cầu học trò là xóa màn hình đi. Tại vị trí câu trò màn hình, thực hiện câu lệnh lặp, repeat. Ba mươi tám lần. Nhóm lệnh. Tiến 100. Forward 100 đơn vị. Rẽ phải góc 130 độ. Right 130 độ. Và thực hiện nhập lệnh. Như vậy trên màn hình ta đã thấy là có thể giống như một bông hoa cúc. Qua cái khám phá vừa rồi, ta có một cái nhận xét như sau. Nếu vẽ một cái đa giác đều, vẽ một đa giác mà có số đo góc là kết quả của phép chia 360 độ với số đo của góc là dư, thì ta được một cái hình khá là đặc biệt. Hình này là một cái hình đa giác đặc biệt và có hình dạng như một bông hoa. Như vậy là để cho học trò khám phá với các cái hình có quy luật cộng thêm với các cái một số các câu lệnh khác, ta có thể giúp cho học trò vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh. Và đây chính là cái... Vậy thì cái quá trình khám phá vấn đề trong trong khi mà hướng dẫn thực hành Microsoft Logo, học trò sẽ dần dần ta nhận thức ra được rằng là sau những cái giới hạn là những cái giới hạn các cái cặp lệnh, rồi những cái từ khóa lệnh có tính chất lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ vẽ được một cái hình gì đó, đặc biệt là những cái hình mà có tính chất lặp. Và nếu ghép mà những cái hình lặp đó rồi cộng thêm với những cái điều khiển con chuột một cách khéo léo, chúng ta sẽ vẽ được một cái bức tranh hoàn chỉnh. Chưa hết, trong ngôn ngữ logo còn có thể giúp trẻ khám phá những cái khám phá nhận thức về mặt thẩm mỹ, về mặt âm nhạc và về mặt toán học, mà cái điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được ở trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Logo. Và tất nhiên là không phải là trong một cái chuyên đề trong một cái cuốn sách thực hành tin học của tiểu học lớp 5 thì ta có thể khám phá hết cái điều đó ngay một lúc, mà dần dần các em sẽ được tiếp cận dần những cái điều đó thông qua những cái ngôn ngữ lập trình, cũng có thể là Microsoft Logo và cũng có thể ngôn ngữ lập trình khác. Các em sẽ dần khám phá được những cái tư duy về thẩm mỹ, tư duy về nghệ thuật, âm nhạc thông qua các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ lập trình khác, cũng như là các cái môn học khác. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng tôi mong muốn nhấn mạnh và truyền tải tới các thầy cô thông qua cái bài phát biểu và trao đổi này.
Vâng, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, qua cái bài chia sẻ vừa rồi, bằng cái thực tế giảng dạy của mình, tôi muốn truyền tải tới các thầy cô, các phụ huynh và các em học sinh, đó là khi ta tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Microsoft Windows Logo thì chúng ta tiếp cận và bắt đầu từ những cái sự đơn giản nhất, tiếp theo tìm ra quy luật và tìm ra những cái lệnh lặp ở trong các cái câu lệnh, và cố gắng là đặt các tình huống có vấn đề để chúng ta cùng khám phá. Đối với giáo viên thì tôi mong muốn truyền tải tới 5 cái nội dung cần chú ý cụ thể. Đó là bắt đầu bằng một cái bắt đầu với bất kỳ ngôn ngữ nào, trong đó có ngôn ngữ lập trình Microsoft Windows Logo, đó là bắt đầu bằng cái lệnh đơn giản. Từ các cái lệnh đơn giản này sẽ giúp cho học sinh nhớ ngay các cái từ khóa lệnh. Sau đó, vì nhớ dễ dàng thì học trò có thể là áp dụng để giải các cái bài toán đơn giản. Cái nội dung thứ hai cần lưu ý đó là giáo viên nên khai thác tối đa các cái công dụng của từ khóa lệnh. Điều này sẽ tạo ra các tình huống có vấn đề để học sinh có thể tư duy và giải quyết chúng. Giải quyết vấn đề bài toán theo các cái hướng khác nhau, tương tự trên cơ sở của các cái bài toán có trước. Đấy là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba, người giáo viên phải giúp được học trò tìm ra được các cái quy luật, cái sự lặp trong các cái thao tác lệnh. Rõ ràng là các cái công việc trong cuộc sống hàng ngày đều có tính lặp đi lặp lại, và muốn giải quyết chúng một cách có hiệu quả thì chúng ta cũng cần nắm bắt được các cái quy luật của chúng. Và trong giải quyết các bài toán trong lập trình thì đó chính là các cái tính lặp, tính đệ quy và quy hồi mà những cái người làm lập trình và thậm chí là các em học sinh nắm bắt được khi mà ta tiếp cận với ngôn ngữ lập trình cũng như là các cái giải quyết các bài toán trong thực tế trong cuộc sống. Nắm được cái sự lặp cũng giúp học sinh phát huy được cái khả năng tư duy, tìm ra được các lệnh lặp, các nhóm lệnh lặp, để từ đó thay vì gõ nhiều lệnh thì chúng ta sẽ gõ bằng một cái lệnh đơn giản hoặc là thủ tục hóa chúng thành những cái chương trình con. Ví dụ như là để vẽ một cái ngũ giác đều thì nếu mà chúng ta mà không áp dụng các cái lệnh lặp ấy thì chúng ta sẽ phải lặp đi lặp lại các cái câu lệnh, các cặp lệnh rất là dài. Ví dụ vẽ ngũ giác đều thì chúng ta sẽ phải lặp 5 lần cặp lệnh, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu chúng ta biết sử dụng lệnh repeat thì chúng ta chỉ cần dùng đúng một lệnh, đó là repeat 5, và cặp lệnh đó là forward 100 đơn vị cũng như là right 80 độ, thì thông qua cái lệnh ngắn gọn đó cũng có thể vẽ được cái hình ngũ giác đều. Hoặc học nâng cao hơn, mà cụ thể là trong cái giáo trình, trong cái sách giáo khoa mà các con thực hành, thì cái bài cuối cùng cũng là giúp cho các con tạo ra được một cái thủ tục vẽ ngũ giác đều, và thay vì gõ nhiều lệnh thì chúng ta chỉ cần gọi thủ tục có tên là vẽ ngũ giác đều. Thì đấy là những cái nội dung mà các thầy cô lưu ý trong quá trình mà chúng ta tiếp cận vấn đề cũng như là hướng dẫn cho các con thực hành. Vấn đề thứ tư mà tôi mong muốn chia sẻ với các thầy cô đó là một số các cái kiến thức có thể là chưa được thể hiện ở trong các cái môn học, cụ thể là môn toán, đó là kiến thức hình học. Thì người giáo viên cũng sẽ cố gắng là giúp các em tiếp cận các cái thông tin đó có tính thừa nhận. Giáo viên đơn giản hóa vấn đề để học sinh có thể tiếp cận một cách dễ dàng, đồng thời là khai thác tối đa các phương pháp phân tích, làm rõ ưu điểm của lệnh lặp, cụ thể trong này là cái lệnh repeat, và các cái thủ tục, các cái module, các chương trình con sau này, để giúp cho mà học trò có thể là chiếm lĩnh được các cái kiến thức và giải quyết được các vấn đề bài toán lặp cũng như là bài toán về hình học đưa ra. Nội dung thứ năm tôi muốn truyền tải tới các thầy cô đó là khám phá vấn đề. Đây là một cái nội dung mà tất cả những người đứng lớp hướng dẫn học trò đều mong muốn có được trong cái giờ dạy của mình. Để đưa ra được cái tình huống có vấn đề, người giáo viên cần khai thác những cái bình thường trong giờ giảng, những cái tính lặp đi lặp lại, có tính quy luật, sau đó sẽ đưa ra một cái tình huống khác biệt, tạo ra cái vấn đề để giải quyết bài toán đó. Cụ thể trong logo, tôi khi dạy các cái tiết giảng trước, ví dụ như là khi dạy về vẽ các cái đa giác đều, thì chúng ta đều nhận thấy rằng là các đa giác đều có những cái quy luật cụ thể, là ví dụ hình tam giác thì có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau,
Và số đo của 3 góc sẽ là kết quả của phép chia 360 độ cho 3, và phép chia đó không có dư. Với hình tứ giác cũng vậy, góc của một điểm, một đỉnh của một cái hình tứ giác đều, cụ thể là hình vuông, thì sẽ bằng 360 độ chia cho 4 và bằng 90 độ, và đấy cũng là kết quả của phép chia không có dư. Đây chính là một cái điểm chúng ta khai thác để tạo ra vấn đề cho cái bài toán để cho học trò khám phá. Và cụ thể ở đây, ta sẽ đưa cho học trò vẽ một cái đa giác mà có một cái góc mà kết quả số đo của cái góc đó là phép chia của 360 độ cho một con số cụ thể, và con số cụ thể đó là có dư. Và chúng ta sẽ được một cái hình, và nó không còn là một cái đa giác kín bình thường nữa, và nó trở thành một cái hình như qua cái bài, qua hai cái ví dụ, qua cái phần nội dung trình bày trước chúng ta đã nhìn thấy. Đấy có thể là một cái hình bông hoa, một cái hình ngôi sao, vân vân. Và đó là cái mong muốn, cái mong muốn mà tôi truyền tải tới các thầy cô trong quá trình chúng ta hướng dẫn học trò. Vâng, trên đây là những chia sẻ lấy từ kinh nghiệm giảng dạy của mình về ngôn ngữ lập trình nói chung và ngôn ngữ lập trình Microsoft Windows Logo nói riêng. Tôi hy vọng là những cái phần trình bày của tôi sẽ giúp cho các thầy cô đưa ra được những cái ý tưởng, những cái phương pháp khi mà hướng dẫn học sinh thực hiện những cái phần bài tập, những cái phần thực hành cũng như là những cái hoạt động trên lớp đối với cái nội dung thứ hai, Microsoft Windows Logo, trong cuốn sách Luyện tập tin học cùng IC3 Spark 5. Trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô cùng quý vị phụ huynh và các em học sinh. Trân trọng.